Sáng nay 17 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đoàn đại biểu và các nghệ nhân hai huyện Cẩm Khê và Yên Lập tỉnh Phú Thọ đã dâng lễ vật bánh chưng bánh dày lên các vua Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024. Bánh chưng bánh dày gắn liền với sự tích hoàng tử Lang Liêu hiếu thảo làm bánh dâng lên vua cha, gắn liền với văn hóa dân tộc thời đại Hùng Vương dựng nước. Bánh chưng vuông tượng trưng cho đất, bánh dày tròn tượng trưng cho trời, thể hiện sâu sắc tấm lòng thảo thơm của con cháu nhớ ơn tổ tiên. Phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, hàng năm tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội thi gói nấu bánh chưng giã bánh dày. Huyện Cẩm Khê và huyện Yên Lập là hai địa phương đạt giải nhất tại hội thi năm 2023 đã vinh dự được chọn để chuẩn bị lễ vật gồm 18 chiếc bánh chưng và 18 chiếc bánh dày tiến dâng lên các vua Hùng vào dịp giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn. Từ những hạt gạo dẻo thơm tinh túy của đất trời với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã tạo nên những chiếc bánh mang đậm hương vị truyền thống, vừa đẹp mắt vừa thơm ngon. Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đoàn đại biểu và các nghệ nhân hai huyện đã thành kính tri ân công đức các vua Hùng, cầu cho quốc thái dân an, đất nước mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng tươi tốt, nhân dân ấm no, hạnh phúc.